Quý vị có muốn luôn an toàn khi sử dụng Internet không? Trung tâm An ninh mạng Úc thuộc Tổng cục Tín hiệu Úc đang sẵn sàng để giúp đỡ. Các hướng dẫn an ninh mạng hàng đầu của chúng tôi hiện có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ. Hãy tìm hiểu cách thức để bảo vệ thiết bị, thông tin của quý vị và tránh các mối đe dọa mạng thường gặp. Hãy tải xuống các hướng dẫn miễn phí này. Truy cập trang mạng cyber.gov.au. Được phép của chính phủ Úc Canberra, authorized by the Australian Government Canberra. Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của học sinh. Hầu hết các giáo viên đều có câu chuyện để chia sẻ về thành tích của học sinh và ảnh hưởng tích cực mà họ mang lại. Giáo viên giúp định hình thế hệ tương lai của chúng ta. Hãy là một giáo viên như vậy. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của Viettv Australia trong buổi tối ngày hôm nay thứ tư 27 tháng 12 2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở Hà Nội vào ngày hôm qua 26 tháng 12 thì tiếp tục diễn ra phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 21 trong số 54 bị cáo trong cái vụ án là vụ chuyến bay giải cứu thời đại dịch COVID-19. Thì sau một ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao cũng đã nêu quan điểm luận tội đối với 21 bị cáo trước khi qua phần tranh tụng. Và theo bản luận tội của Viện Kiểm sát Nhân dân thì bị cáo Phạm Trung Kiên là cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, người được cho là nhận hối lộ nhiều nhất. Thì Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng là ông Kiên đã lợi dụng chức vụ để gây khó khăn cho các bên tham gia cái chuyến bay combo và chuyến bay giải cứu. Đặc biệt là các doanh nghiệp phải đưa tiền theo yêu cầu thì mới được tham gia. Và trước phiên phúc thẩm thì ông Phạm Trung Kiên cũng đã nộp thêm 400 triệu đồng khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Và đây là tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ. Song trong vụ án này thì ông Kiên có hành vi vòi vĩnh nhận hối lộ nhiều nhất với số tiền đặc biệt lớn nên không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt. Mà theo đại diện của cơ quan công tố thì ông Phạm Trung Kiên cũng đã nhận tiền tới 253 lần, tương đương tới 42 tỷ 600 triệu đồng trong vụ chuyến bay giải cứu. Và ông Kiên mặc dù thì không có chức năng, quyền hạn trong việc phê duyệt chuyến bay, nhưng lại là cán bộ nhận hối lộ nhiều nhất cả số lần và số tiền. Và từ các căn cứ này thì Viện Kiểm sát cho rằng mức án chung thân mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với cựu thư ký Phạm Trung Kiên là phù hợp nên đã đề nghị bác cái kháng án xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo này. Và đây có lẽ là bị cáo duy nhất bị bác cái đơn kháng cáo. Trong khi đó thì ba người còn lại trước đây vào tháng 7 cũng bị kết án chung thân là bà Nguyễn Thị Hương Lan cũng như là Vũ Anh Tuấn và ông Hoàng Văn Hưng. Thì ba người này đã được giảm án. Cụ thể thì phiên tòa ngày hôm qua cho biết là bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự, sau khi đã nộp những cái khoản tiền để khắc phục, bà đã được giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm. Riêng đối với ông Hoàng Văn Hưng thì cũng tương tự, sau khi đã có chấp nhận bản án, có nghĩa là trước đó thì ông đã một mực kêu oan, nhưng trong phiên xét xử vào ngày 25 tháng 12 thì ông cũng đã nhận tội và xin giảm án. Và trước bối cảnh này thì hội đồng xét xử cũng cho biết là ông cũng được giảm từ án chung thân xuống còn 20 năm tù. Riêng đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, là một trong những cái quan chức cao cấp nhất trong vụ chuyến bay giải cứu, ông đã bị tuyên án 16 năm tù trong phiên tòa vào tháng 7. Và ngày hôm qua 26 tháng 12, tòa quyết định là ông sẽ được giảm từ 3 cho đến 4 năm, có nghĩa là từ 16 năm tù xuống còn 13 hoặc là 12 năm tù mà thôi. Trong khi một người khác là ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đã khắc phục 100% những cái khoản tiền ông đã nhận được. Và vì vậy, ông cũng đã được giảm án một năm, từ 6 năm xuống còn 5 năm tù giam. Đó là nhìn chung những cái bản án mà Hội đồng Viện Kiểm sát đã đưa ra. Tuy nhiên, quyền quyết định sau cùng vẫn thuộc về tòa án. Và chúng ta sẽ chờ xem tòa án có đồng ý với những cái mức giảm án như thế này hay không. Trong một sinh hoạt khác tại Việt Nam, thì đài VOA Việt ngữ ngày hôm nay
có một cái bài viết liên quan đến những cái đệ trình về hệ thống đường cao tốc Bắc Nam mà hầu hết các cơ quan báo chí đều đã đề cập vào cuối tháng 11 sau khi Bộ Giao thông Vận tải đưa ra những cái phương án với những cái tổng số chi từ 67 tỷ Mỹ Kim cho đến 72 tỷ Mỹ Kim với 3 phương án. Phương án thứ nhất đó là đầu tư xây dựng một cái đường cao tốc Bắc Nam với vận tốc lên đến 350 cây số một giờ, và với phương án này sẽ tốn khoảng 67 tỷ đô la. Phương án thứ nhì là tốn 69 tỷ đô la xây dựng hai đường sắt song song, một đường sắt dùng để vận chuyển hành khách và một đường sắt vận chuyển hàng hóa. Trong khi với phương án thứ ba trị giá lên đến 72 tỷ và đây là tuyến đường sắt phục vụ cả tàu chở người lẫn chở hàng với vận tốc có thể lên đến 250 cây số một giờ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phát biểu với đài VOA Việt ngữ ngày hôm nay, họ cho rằng cả ba phương án này đều bất khả thi bởi vì cái số tiền đầu tư là quá lớn. Và để so sánh thì chúng ta có thể nhìn thấy GDP của Việt Nam trong năm 2022 là 410 tỷ Mỹ Kim, trong khi chi cho một cái dự án thôi đã lên đến gần 70 tỷ. Đó là chúng ta chưa kể đến khoản tiền lời mà nhà nước sẽ phải trả trong cái thời gian xây dựng là từ 10 cho đến 20 năm, thì cái khoản tiền lời này dự phóng mỗi năm cũng sẽ tiêu tốn ngân quỹ khoảng 6 tỷ đô la. Vì vậy mà dự án này được coi là nói thì dễ mà làm thì khó, là bởi nếu thi hành thì Việt Nam sẽ bị nợ chồng nợ chất, mà cái khoản nợ này có thể kéo dài đến vài chục năm vẫn chưa thể trả được, bởi vì xây dựng đường cao tốc là một trong những cái chi phí lớn nhất trong tất cả các dự án hạ tầng cơ sở, không những là tại Việt Nam, tại nước Úc của chúng ta, chi phí để xây cao tốc vẫn chưa được phê duyệt qua rất nhiều đời chính phủ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến sinh hoạt kinh tế ở Việt Nam thì hôm nay có thông tin cho thấy là Việt Nam đứng thứ 3 trong top 10 quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu nhà riêng cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Romania và Trung Quốc. Và danh sách này thì là thuộc tập đoàn bất động sản Granite có trụ sở tại tiểu bang Kentucky của Hoa Kỳ đã đưa ra cái danh sách về các hộ gia đình mà sở hữu nhà nhiều nhất trên thế giới. Và trong danh sách này thì Việt Nam đứng vị trí thứ 3. Còn đứng đầu danh sách đó là Romania, là quốc gia có tỷ lệ sở hữu nhà riêng cao nhất trên thế giới. Tại đây có tới hơn 96% hộ gia đình là có nhà riêng. Điều này cũng có được là nhờ cái truyền thống của người Romania là thích sở hữu nhà riêng. Mặc dù là đa số nhà thuộc là các hộ gia đình, thế nhưng mà danh sách này cũng cho thấy là 1/3 số căn nhà ở Romania là thuộc diện hư hỏng. Và đứng thứ hai là Trung Quốc có tỷ lệ sở hữu nhà riêng lên tới cũng hơn 90%. Bởi vì cũng theo quan niệm của người dân nước này, sở hữu nhà là thể hiện cái sự giàu có và ổn định. Trong khi đó, Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách này với tỷ lệ là 90%. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quốc gia khác là tốc độ tăng trưởng nhanh về giá cả tăng cao cũng đang tạo ra các thách thức cho việc mà sở hữu nhà đối với người dân Việt Nam. Bởi vì cái thông tin này đối với người Việt Nam thì có lẽ cũng không quá nhiều bất ngờ. Bởi vì người Việt Nam cũng có truyền thống là luôn luôn muốn sở hữu nhà chứ không phải là đi thuê nhà như cư dân ở các cái nước phát triển hay là như ở Úc Châu. Nhưng mà một điều mà chúng cái bài báo này không đề cập đến đó là cái việc sở hữu nhà ở Việt Nam có thể là cái tài sản được thừa kế. Trong khi đối với thế hệ trẻ để mua được một căn nhà trong cái bối cảnh hiện nay thì vẫn như là khó như là hái sao trên trời, bởi vì cái lãi suất nó quá cao. Cho nên trong tương lai thì cái tỷ lệ này có thể sẽ hạ giảm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì tiếp theo cái danh sách này đó chính là nước Nga và Sudan với tỷ lệ sở hữu nhà riêng lên tới 87%. Và cũng như nhiều nước thì cư dân ở Nga hay là Sudan thì cũng quan niệm rằng là việc sở hữu nhà thể hiện sự ổn định và cũng là một cái khoản đầu tư vững chắc. Và xếp sau đó chính là Ba Lan với tỷ lệ sở hữu nhà lên tới 86.8%. Và sở hữu nhà ở nước này thì cũng không đơn thuần là được xem là biểu tượng của sự tự lập và ổn định tài chính. Bởi vì mặc dù là giá nhà ở Ba Lan thì cũng tăng cao, khiến cho ngay cả việc thế hệ trẻ hiện nay cũng khó mà mua được nhà, mặc dù việc sở hữu nhà cũng trở thành truyền thống ở nước này.
Và những nước còn lại trong danh sách là Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản và Tây Ban Nha với tỷ lệ sở hữu nhà lần lượt ở mức 75.8% cho đến 86.6%. Trong khi đó thì tờ Japan News ngày hôm nay đã đưa ra một cái thông tin gây rúng động trong thị trường xe ô tô tại Nhật Bản khi mà Toyota đã phải tuyên bố ngừng giao một dòng xe tại Việt Nam cũng như là tại 4 quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á sau một cái bê bối gian lận chưa từng có. 6 mẫu xe của hãng Toyota bao gồm mẫu xe Veloz và Avanza đang được triển khai tại 5 quốc gia ở Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Tuy nhiên, bởi vì đây là cái dòng xe mà Toyota hợp tác với hãng Daihatsu Motor để sản xuất, và lý do là Daihatsu đã không làm những cái thử nghiệm kỹ lưỡng để kiểm tra mức độ an toàn khi chiếc xe bị va chạm, và các cơ quan công quyền đã phát hiện ra cái bê bối gian lận này. Vì vậy mà lệnh dừng việc sử dụng những cái loại xe này đã được triển khai ngay lập tức. Điều này cũng có nghĩa là Toyota có thể sẽ bị thiệt hại khoảng 5% doanh số tại những cái quốc gia này. Mặc dù 5% không phải là con số lớn và đối với Toyota thì họ có thể dễ dàng vượt qua, nhưng uy tín của Toyota chắc chắn là sẽ bị tổn hại, bởi vì từ trước đến nay chúng ta vẫn tin tưởng vào những cái chất lượng của cái dòng xe Toyota, nhưng mà lần này cũng có thể nói phải có công bằng một chút là không phải do chính Toyota sản xuất mà là công ty liên doanh với họ sản xuất, và tất cả những chiếc xe này đều sản xuất bên ngoài Nhật Bản, cụ thể là sản xuất tại 2 cơ sở ở Malaysia và ở Indonesia. Hiện nay thì Daihatsu đang sản xuất khoảng 860.000 chiếc xe ở nước ngoài trong năm tài chính vừa qua 2022. Vâng, do vậy những ai mà mua xe cũ hay là những cái xe mới mà nhập nguyên chiếc từ chính nội địa Nhật Bản thì có lẽ cũng tạm yên tâm và có lẽ không thuộc diện thu hồi hay là không có khả năng nhận được xe giao trong thời gian tới. Còn thưa quý vị và các bạn, cũng trên thị trường ô tô thì có một báo cáo ngày hôm nay cũng cho thấy là trong năm nay 2023, doanh số bán xe hybrid, tức là loại xe lai chạy được vừa bằng điện vừa bằng xăng tại Mỹ cũng đã phá kỷ lục là đạt 1 triệu chiếc, tăng tới 76% so với cùng kỳ năm ngoái. Và hiện nay hãng Toyota cũng đang là hãng bán xe hybrid số 1 trên thế giới. Và thành công này của hãng cũng đang khiến rất nhiều những cái hãng sản xuất xe ô tô điện như là Tesla của nhà tỷ phú Elon Musk là nhấp nhổm ngồi không yên, bởi vì có thể cũng phải chạy theo cái xu hướng sản xuất xe hybrid của Toyota. Cái doanh số bán xe hybrid tại Mỹ năm nay phá kỷ lục cũng là mức tăng trưởng khá ấn tượng, bởi vì năm ngoái 2022 thì lượng xe bán ra lại giảm so với năm trước đó là 2021. Thậm chí cái con số 1 triệu chiếc bán ra tại Mỹ năm nay là còn chưa tính đến cái dòng xe cũng hybrid, đó là gồm 148.000 chiếc xe plug-in. Đây là cái dòng xe mà có một thiết kế hơi khác một chút so với xe hybrid, đó là dòng xe chạy bằng ắc quy trên quãng đường ngắn trước khi chuyển sang sử dụng động cơ bằng xăng. Và plug-in cũng là khái niệm khá phức tạp do đây là biến thể được tạo nên kết hợp giữa xe điện và xe hybrid. Và biến thể plug-in cũng sử dụng một động cơ đốt trong và một động cơ điện. Khác biệt ở chỗ là cái động cơ điện này có thể sạc ngoài chứ không cần phải nằm dưới sự kiểm soát của hệ thống như là cái xe hybrid. Còn về phía xe điện thì dù doanh thu cũng là phá kỷ lục đạt hơn 1 triệu chiếc trong năm nay 2023, nhưng mà tốc độ tăng trưởng lại chậm lại và thấp hơn kỳ vọng. Và bất chấp hàng loạt những ưu đãi thì doanh số bán xe điện hiện nay cũng đang dần bị xe hybrid bắt kịp. Cũng xin nhắc lại là cái dòng xe điện hiện nay cũng mới chỉ chiếm có 7% tổng doanh số bán ô tô trên toàn nước Mỹ. Qua đó cho thấy là cuộc đua còn rất dài cho cái việc mà xe hybrid, tức là xe lai, có thể xoán ngôi xe điện hay không. Tất nhiên tất cả còn phụ thuộc vào nhu cầu của thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào những cái kế hoạch của những cái nhà hãng xe lớn tại Hoa Kỳ, chúng ta có thể nhìn thấy cái tương lai của xe điện có thể nói khá bấp bênh so với dòng xe hybrid, khi mà hãng xe Ford là một cái hãng xe sản xuất dòng xe hybrid cao hàng thứ hai, chỉ đứng sau Toyota mà thôi. 4 năm vừa qua thì Ford đã tạm dẹp những cái dự án sản xuất xe hybrid sang một bên để tập trung vào việc phát triển xe ô tô điện. Tuy nhiên hiện nay thì
Ford đã quay ngược 360 độ khi đưa những cái dự án này lên hàng đầu. Ngoài ra, Ford còn đặt cho mình một cái kế hoạch là trong vòng 5 năm sắp tới sẽ gia tăng gấp 4 lần số lượng xe hybrid mà họ sản xuất trong năm nay. Không những là hãng xe Ford, hãng xe GM của Mỹ cũng đã đặt mục tiêu là dẹp bỏ bớt những cái dự án. Trước đây họ cũng đã dẹp bỏ dự án xe hybrid, nhưng mà hiện nay họ đang bắt đầu tái sử dụng lại những cái dự án này nhằm mục đích là phấn đấu để cho thêm những cái dòng xe hybrid ra đời. Lý do là bởi vì trong cái việc sản xuất xe điện có rất là nhiều những cái bất cập liên quan đến, thứ nhất là cái giá cả vẫn hay còn khá là đắt đỏ. Một chiếc xe điện trung bình đang bán tại Mỹ là mức là khoảng trên dưới 60.000 Mỹ Kim, cao hơn so với mặt bằng chung của những chiếc xe chạy bằng xăng, trong khi xe hybrid thì cũng chỉ bán với giá khoảng 40.000 hoặc 42.000 Mỹ Kim mà thôi, một cái mức giá được cho là hợp lý. Và cái yếu tố quan trọng thứ nhì đó là hạ tầng cơ sở, những cái trạm sạc điện, nó vẫn hãy còn rất là khan hiếm và vì vậy hạn chế cho người sử dụng xe. Yếu tố thứ ba quan trọng không kém là cái hệ thống sửa chữa khi những chiếc xe điện bị hư, bị lỗi thì họ phải đợi rất lâu, còn thậm chí là nhiều tháng mới có thể được sửa chữa, và trong khoảng thời gian này nhiều người đã không có xe để di chuyển, và đó là những yếu tố mà xe điện đang bị hạn chế trong việc sử dụng. Và vì vậy tỷ phú Elon Musk chắc chắn là phải suy nghĩ lại sau khi những cái thông tin này được loan báo, không thể tập trung 100% vào xe điện, có thể là phải có nhiều cái dòng xe khác nhau để cạnh tranh với thị trường. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản hôm nay cũng được báo chí nêu tên là nhờ nhắc tới một cái cây cầu với rất nhiều kỷ lục Guinness. Cây cầu này của Nhật Bản mang tên là Akashi Kaikido, từng giữ vị trí cầu treo dài nhất thế giới với nhiều cái chiều dài nhịp chính là gần 2 km và tổng chiều dài của cầu cũng lên tới là gần 4 cây số. Và cầu này bắc qua vịnh Akashi, nối giữa tỉnh Kobe với lại đảo Hawaii. Và được biết là cầu khánh thành là vào ngày 5 tháng 4 năm 1998 sau 10 năm xây dựng. Và nhờ cây cầu này mà thời gian đi lại giữa hai địa điểm cũng đã rút ngắn được đáng kể và giao thông cũng giúp người dân thuận lợi hơn rất nhiều. Và cầu Akashi Kaikyo là có 6 làn đường và 3 nhịp, nhịp chính cũng dài tới gần 2.000 mét, 2 nhịp còn lại cũng là khoảng 960 mét và 2 trụ đỡ chính cũng cao tới 297 mét so với mực nước biển. Và đây cũng là kỷ lục Guinness mà cầu Akashi Kaikyo từng nắm giữ. Cây cầu này thì nằm ở khu vực địa chấn cũng không ổn định và cũng phải hứng chịu một số cơn bão lớn. Chính vì vậy mà các kỹ sư cũng đã sử dụng một hệ thống phức tạp gồm rất nhiều những cái kỹ thuật như đối trọng con lắc và dầm thép giúp cho cây cầu có thể chịu được sức gió lên tới 290 km/h. Và cây cầu cũng có khả năng chịu được những cái trận động đất mạnh lên tới 8.5 độ Richter. Và được biết đội ngũ kỹ sư cũng đã dày công nghiên cứu và trang bị cho cây cầu máy đo gió, máy gia tốc kế hay một máy đo địa chấn và 3 cái máy GPS để thu thập dữ liệu. Và được biết cũng có gần 181.000 tấn thép và 1.400.000 khối bê tông cũng đã được sử dụng để xây dựng cây cầu với hơn 100 nhà thầu tham gia xây dựng, với tổng chi phí mà Nhật Bản xây dựng cây cầu này cũng lên tới 4 tỷ 300 triệu Mỹ Kim, tức là tương đương hơn 104.000 tỷ đồng Việt Nam. Và kính thưa quý vị, Nhật Bản luôn luôn đi đầu trong cái vấn đề công nghệ. Trước đó vào năm 1964, Nhật Bản cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu cái chuyến tàu cao tốc với vận tốc lên đến hơn 250 cây số một giờ đi từ Tokyo qua 7 tỉnh cho tới tận Osaka và vòng qua núi Phú Sĩ. Và vào thời điểm đó thì cái tuyến đường cao tốc này cũng được cho là biểu tượng mạnh mẽ nhất của Nhật Bản và cũng là niềm tự hào của người dân Nhật Bản. Tuy nhiên 44 năm sau đó, 2008, thì cái vị trí số 1 của Nhật Bản đã bị Trung Quốc cướp đi khi Trung Quốc khánh thành những cái tuyến đường cao tốc tại quốc gia của họ. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ, ngày hôm nay hãng Apple là một trong những cái đại gia công nghệ vừa mới đưa nộp đơn kháng cáo sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cho phép cấm nhập khẩu đồng hồ smartphone hoặc là smartwatch của Apple. Lý do là bởi vì một công ty có tên gọi là Massimo đã cáo buộc Apple là đã thuê mướn nhân viên của họ và đã đánh cắp
công nghệ đo nồng độ oxy để mà đưa cái công nghệ này vào những cái dòng đồng hồ mới nhất của Apple. Đó là những cái dòng đồng hồ Series 6 kể từ năm 2020. Và cũng chính vì vậy mà vào tuần trước, Apple đã loan báo là họ sẽ tạm ngưng bán những cái đồng hồ thông minh tại thị trường Mỹ, trong khi những thị trường khác trên thế giới thì tất cả các loại đồng hồ thông minh của Apple vẫn tiếp tục được bày bán. Ngày hôm nay thì sau khi đại diện thương mại của Hoa Kỳ là bà Catherine Tai đã quyết định không đảo ngược lệnh cấm sau khi tham vấn kỹ lưỡng về quyết định của tổ chức ITC, và quyết định này cũng đã trở thành quyết định cuối cùng vào ngày 26 tây tháng 12. Lập tức Apple đã có hành động và họ yêu cầu Tổng thống Joe Biden rút lại quyết định này. Tất nhiên là họ phải tìm cách chứng minh là họ không hề đánh cắp công nghệ hoặc là khi sử dụng nhân viên của công ty Massimo. Chúng ta không biết là vụ kiện này sẽ đi đến đâu, nhưng mà quyết định dừng bán loại đồng hồ thông minh tại thị trường Hoa Kỳ phần nào cũng sẽ làm giảm doanh thu của đại gia Apple. Mặc dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, thì việc giảm hạ này cũng sẽ không đáng kể so với dòng điện thoại Apple những cái điện thoại iPhone mà Apple đang làm mưa làm gió, thì thu nhập của những cái chiếc đồng hồ tại thị trường Hoa Kỳ có thể nói chỉ vài phần trăm mà thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó cũng liên quan đến lĩnh vực công nghệ thì việc sử dụng robot trong các cái nhà máy thì thường giúp hỗ trợ công nhân rất nhiều, đặc biệt là những cái nghề nguy hiểm. Thế nhưng mà cũng không phải là không xảy ra những cái trục trặc kỹ thuật. Mà vừa rồi cũng có một con robot trong nhà máy sản xuất xe điện của Tesla vừa qua đã kẹp chặt một kỹ sư phần mềm và khiến cho người này cũng bị thương rất nặng, phải nghỉ việc. Vụ việc thì xảy ra 2 năm trước tại nhà máy sản xuất ô tô điện của Tesla ở Austin, bang Texas. Và các nhân chứng nói rằng con robot này thì được thiết kế là để gắp các cái tấm nhôm di chuyển trên cái băng chuyền mà lắp ráp ô tô. Còn người kỹ sư này thì đang lập trình phần mềm để điều khiển robot cắt các bộ phận ô tô từ những miếng nhôm mới đúc. Và trong khi hai con robot cũng đã bị vô hiệu hóa để các kỹ sư và đội của người kỹ sư này có thể làm việc trên máy, thì con robot thứ ba cũng vô tình vẫn hoạt động và dẫn đến cái vụ tấn công thương tâm này. Và đây cũng không phải là vụ việc duy nhất mà theo báo cáo về thương tích nộp cho Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Hoa Kỳ thì cho thấy cứ 21 công nhân làm việc tại nhà máy Giga Texas thì có một người bị thương vào năm ngoái trong khi làm việc. Và trong ngành công nghiệp ô tô thì tỷ lệ thương tích trung bình năm ngoái là cứ 30 công nhân thì có một người. Và một số công nhân hiện tại và trước đây của Tesla làm việc tại nhà máy nói rằng công ty cũng thường xuyên cắt giảm, bảo trì và vận hành để tiết kiệm chi phí, khiến cho các máy móc cũng gặp rất nhiều rủi ro về an toàn đối với công nhân. Ngoài ra, cái yêu cầu sản xuất nhanh chóng của ban quản lý cũng dẫn đến nhiều cái sai sót về an toàn, dẫn đến những cái thương tích cho công nhân khi mà lắp ráp ô tô. Các bạn ơi, cuối năm 2023 rất nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk. Và kính thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo thế giới của VietTV tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và sẽ trở lại trong chương trình điểm báo vào ngày mai thứ năm. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.